Đi, đi thôi em bé ơi. Đi về nhà nấu cơm ăn. Chồng ơi. Hả? Em bé mỏi chân quá à. Em bé mỏi chân hả? Cõng em bé về đi. Tưởng cái gì? Để chồng cõng em bé về nhà chồng nha. Chồng cõng em bé về. Cõng về nhà nấu cơm ăn. Cõng về nhà đi. Mà chồng ơi. Hả? Khoan đã. Sao vậy? Để em bé kiểm tra lại coi có còn đủ tiền tháng này mua gạo không đã. Không biết đủ không nữa nè. Để mua gạo 1 tiền, 2 tiền. Thôi, đây. Tiền này á để chồng cất cho. Gạo ở nhà còn nhiều lắm, không cần phải mua. Chừng nào hết á chồng đi mua cho. Em bé yên tâm nha. Chồng em bé ngoan, ngoan thiệt là ngoan. Chồng mà theo em bé rồi, mai mốt em bé cho chồng căn nhà của em bé luôn nè. Theo em rồi, chồng không có sợ thiếu thốn, không có sợ thiệt thòi. Đúng không? Đúng rồi, thôi mình đi về. Đi về. Nè nè nè. Đi về. Nè cậu kia. Mình là thanh niên trai tráng còn sức khỏe lo đi kiếm tiền sống chứ. Tại sao lợi dụng người phụ nữ vậy? Mà bà phụ nữ này á bằng bà nội bà ngoại của cậu luôn. Cậu thấy xấu hổ không? Chồng ơi, em bé sợ, đi về. Có chồng ở đây rồi, em bé không có sợ. Nè. Chú biết gì về tôi mà chú nói vậy? Nè, thằng nhóc. Cha mẹ mình sinh ra có tay có chân đầy đủ, không lo làm ăn mà làm ký sinh trùng sống bám vậy hả? Nè. Ăn bận đẹp sang trọng vậy chắc cũng lợi dụng tiền bạc của bà già không chứ nè. Gì nhà bà ở đâu tôi đưa bà về. Ông đừng có vịnh vịnh vô người tôi mà ông nói tào lao cái gì vậy. Tôi với chồng tôi nè sống với nhau từ nhỏ tới lớn rồi, con người của chồng tôi làm sao tôi biết rõ. Ảnh còn thương tôi, ảnh chiều chuộng tôi, ảnh lo lắng cho tôi, cho tôi tiền nữa chứ ai lợi dụng ai đâu. Ông nói tào lao cái gì vậy? Bà chị ơi, tỉnh táo lại giùm cái đi. Trời ơi, nó chỉ lừa bà chị, nó lấy tiền bà chị thôi, nó không có thương yêu gì bà chị đâu. Em bé sợ. Em bé sợ, đừng có sợ. Để cho chồng đưa em bé về nha. Ông mà nói hoài vậy á, tôi đục ông á. Thôi, để chồng đưa em bé về. Đi về. Thôi, mình đi về nha. Đi về. Trời ơi, thiệt không hiểu nổi thanh niên thời nay. Cháu già thì phải gặm cỏ non, trẻ con rồi phải chơi đồ cổ, bó tay luôn. Anh Huy, sao anh về nước mà anh không báo trước cho em vậy? Đã vậy còn cắt liên lạc với em nữa. Đâu có đâu. Tại vì hôm nay anh về gấp quá, anh chưa kịp báo cho em. Với lại bữa giờ lu bu quá đó. Anh đợi ổn định xong cái anh báo cho em biết nè. Anh có cái chuyện gì mà quan trọng hơn cả người yêu anh vậy hả? Nè nha, liếng phén với cô nào đúng không? Tôi giết anh đó. Đâu có, làm gì có liếng phén với ai, anh thương có mình em mà. Coi chừng tôi đó nha. Anh biết rồi, thôi mình nhớ. Hả? Cái khục kìa, đi ra ngoài kia. Cái gì vậy? Làm cái gì mà ôm chồng của người ta vậy hả? Ủa anh, cái bà này là sao vậy? Chồng là sao? Là chồng tôi chứ đâu. Anh hay quá ha. Hiểu rồi đó. Em hãy để anh giải thích từ từ đã. Có cái gì á bình tĩnh nha. Giải thích hả? Không phải vậy. Bình tĩnh hả? Anh muốn nói cái gì nữa hả? Nói tôi nghe thử coi. Cô ơi, có gì đâu mà không hiểu. Về đây cặp những bà già mà gần đất xa trời á, chờ bà chết á rồi chiếm đoạt tài sản. Trời ơi, chuyện này chứng tay cái mắt sao tôi thấy hoài lắm. Nè chú không biết gì hết, đừng có vu khống anh con. Anh thôi đi, vu khống cái gì. Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi. Anh lén tôi đi về nước là có lý do mà. Thì ra cái lý do của anh là đây hả? Phi công lái máy bay bà già ha. Không phải như vậy đâu mà. Chồng ơi, kệ ai nói cái gì nói. Mà mấy người cũng kỳ cục nữa. Nói cái kiểu gì kỳ cục vậy? Hai vợ chồng tôi á là sống với nhau từ hồi còn trẻ tới bây giờ luôn. Có ai lấy tài sản gì của ai đâu. Nói kỳ cục à. Thôi bé. Em bé đừng có giận nha. Không có ai cướp chồng của bé đâu. Không có ai lấy tài sản đâu nha. Đừng có giận ảnh hưởng đến cái sức khỏe đó. Trời ơi, tức quá mà em bé hả? Chồng hả? Bây giờ hai người bình tĩnh nghe tôi giải thích đã. Chú chưa biết gì hết đã phán người ta như vậy rồi. Tôi thấy hai ba lần còn không biết gì nữa. Thật sự ở đây á là bà nội của con. Cái gì? Bà nội? Con đi du học nước ngoài. Con hay tin bác sĩ gọi á là bà nội con bị lẫn nên con về nước liền. Tôi nghe nè bác sĩ. Chào cậu Quy. Tôi là bác sĩ theo dõi sức khỏe của bà nội cậu nè. Tình hình bệnh của bà cậu ngày càng nặng hơn.
Vậy hả bác sĩ? Bây giờ có cái cách nào điều trị không bác sĩ? Cái chứng mất trí Alzheimer của bà nội cậu á, trở thành giai đoạn nặng rồi. Mà bên này á, có người thân ở bên cạnh chăm sóc. Cậu thử xem về coi sao nha. Chứ để nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi không biết trước được đâu. Được rồi, tôi cảm ơn bác sĩ nha. Để tôi thu xếp về liền. Chào cậu. Từ lúc về nước tới giờ, bà nội của anh đã ra nông nổi vậy rồi. Lúc nào bà cũng đinh ninh á, anh là ông nội quá cố. Trong nhà ai cũng nói con giấu ông nội, nên mới thành ra như vậy đó. Sao anh không chịu nói cho em biết trước? Làm cho em hiểu lầm. Anh cũng muốn nói lắm, mà anh sợ nói ra em phiền lòng nữa. Anh nói cái gì vậy? Em với anh có cái gì xa lạ đâu mà phiền lòng. Bỏ cái tay này ra. Thôi 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 em bé, không sao hết. Có chồng ở đây rồi, không sao hết. Cảm ơn chồng lúc nào cũng yêu thương em bé, lo lắng cho em bé, ở bên cạnh em bé luôn. Lúc trẻ ông nội vì cứu bà nội nên bị đuối nước mà mất. Anh sống với bà nội từ nhỏ tới lớn. Mẹ anh thì bỏ anh từ nhỏ. Sau này ba anh cũng mất sớm nên bà nuôi anh. Bởi vậy anh mang ơn bà dữ lắm. Anh nghe tin bà như vậy là anh về liền. Dù bất cứ giá nào anh cũng quay về chăm sóc bà. Cậu cho tôi xin lỗi cậu nha. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh mà. Nhưng cũng tại cậu, cậu cứ im im làm cho ta hiểu lầm nên trách cậu. Cho tôi xin lỗi đi ha. Bởi vì tại con không dám giải thích với nội con biết. Mỗi lần con nói, con nhắc tới ông nội là nội con buồn, bỏ ăn luôn. Bởi vì con muốn chiều theo ý của bà. Bây giờ chòm sớm hay người ta có nói gì dị nghị gì đi nữa, con cũng bỏ ngoài tai hết. Chỉ cần á bà nội con vui là con mừng rồi. Nội nè, kể từ bây giờ con cùng anh Huy sẽ chăm sóc nội nha nội. Con hứa con sẽ làm cháu dâu ngoan của nội. Cháu dâu? Dạ. Cháu dâu? Dạ. Cháu dâu của nội đó nội. Nha nội. Cháu dâu. Nội của cậu á cực khổ cả đời rồi, vừa làm mẹ mà vừa làm ba, chăm sóc nuôi nấng cậu trưởng thành vậy. Giờ có điều kiện nhớ chăm sóc báo hiếu bà nghe không? Dạ. Cậu đây là con nè. Cái thằng chó con của nội. Cái thằng chó con của nội. Đúng rồi, con là chồng con nè bà nội. Con ơi, cái thằng chó con của nội con về hồi nào sao không cho nội biết? Con mới về luôn đó nội, con mới về. Trời ơi, cái thằng chó con của nội. Cái thằng này, cháu của nội nội nhớ rồi. Nó đẹp trai, nó ngoan mà nó giống ông nội, nó là số 1 luôn. Chị, bây giờ là chị sướng nhất rồi đó. Được cháu nội về thăm nè, có thêm con cháu dâu nữa đó. Cháu dâu, con là bạn gái của Huy đúng không? Dạ, dạ đúng rồi nội, con là bạn gái của anh Huy á. Con ơi, cháu của nội nó vừa ngoan vừa đẹp, nó giỏi dữ lắm. Con có chịu làm cháu dâu của nội không? Con đồng ý. Ừ. Con mà không chịu á là nội cũng chấm con rồi đó. Thôi, giờ cả nhà vui rồi ha. Chúc mừng nha, tôi đi tập thể dục ạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Anh Huy nè, kể từ bây giờ anh phải cho em ở lại chăm sóc nội cùng với anh đó nha. Em biết á là định nói gì rồi, nhưng mà không sao hết á, em chịu khổ cùng anh. Em nói thiệt hả? Bữa nay là nội vui lắm, nội cũng nhớ ra rồi. Nội nhớ ra được nhiều món ăn mà nội hay nấu cho cháu nội ăn hồi đó nữa nè. Vậy ạ? Bây giờ vô nội sẽ nấu cho cháu dâu rồi cháu nội của nội ăn nữa. Dạ dạ, dạ. Đi nội. Đi vô con. Đi em.